Hôm nay thì bắt đầu ngày nắng vỡ mặt luôn. Chưa thấy dấu hiệu gì của mưa cả. Bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi mà vẫn rất là nắng. Sáng nay thì có ra chợ các bác. Chợ thì phiên chợ rất là đông. Đông cây ấy. Nhiều cây. Nhưng mà ít người mua các bác. Ít người mua. Và tôi lúc chiều tầm tầm 2 giờ hơn ấy, thì ông anh chế cùng mang sang mấy cây để gửi và mình làm giúp. Thế là mình chăm cây nó cũng kém thôi, nhưng mà điều kiện là cái mái nhà mình là tốt hơn cái ban công nhà anh ấy, thì mình làm giúp các bác. Đấy, hiện tại đang có 4 cây chờ để làm, mà lúc nãy nó nắng quá ở đứng đây không đứng được, thì bây giờ nó dịu bớt đi rồi, chéo chéo còn một chút nữa là nó tắt nắng thôi. Thì chiến một cây nào đấy đi. Một cây nào đấy. Có lẽ là nhặt MC thì ra đi. Có mỗi một MC và còn đâu là hai quê một điền. Điền đây. Quê kia, quê đây. Thì chiến MC đi. Cứ mỗi cây một video bác xem cho nó vui. Tối nay vật tiếp một cây nữa. Đây, chiến MC này. MC cũng khá là đẹp. Khá là đẹp. Có lẽ tôi sẽ dựng máy lên và cắt để các bác xem nhé. Các bác xem cái này. Cái xi búp đỏ. Cái hồi mua là cũng khá là bắt mắt, rất là đẹp. Được thì tôi cũng rất là thích cái này. Thì hai anh em chơi thì anh trai lấy. Ok, dựng máy để làm nhé. Khó cái là nhà mình chật quá các bác. Không chăm giúp anh ấy thì nó cũng hỏng cũng tiếc. Mà nhà mình chặt quá, cứ để tràn lan hết cả. Đây này ở trên đấy bị bỏ răm. Bây giờ nó yếu. Thôi mình cứ về mình làm mới lại cả. Cho nó khỏe rồi mình à. Mình làm lại bộ răm chứ bây giờ nước răm của nó đang bị yếu. Nắng ra không các bạn? Kích thích nó một chút cho nó ra cái lực năm mới nó khỏe. Đẹp hơn, đều hơn. Vào mấy cái
đấy. Nó đây, cao độ nếu từ mặt chậu đến chắc khoảng độ 25 phân. Đấy, dưới này là đá, đá xem là đá gì, không biết có phải đá thấm không, hình như đá thấm. Đấy, ngày xưa là để cho cái bệ nó xoe ra mà các bác, thì đặt hòn đá lên đây. Đấy, thì bệ nó đang phát triển rồi. Đấy, cái con dáng của cái này đây nó rất là điệu, rất là nghệ thuật. Trước thì tôi cũng có cắt tỉa ra những đôi lần nhưng mà không thể nào lên thường xuyên được. Thì cái lần mà tôi vừa cắt vừa xong ấy, qua xem ấy, là cắt để lấy lại bộ răm, giữ lại khung và lấy lại bộ răm. Chứ đợt trước là nó cũng bị bỏ nhiều và nó kém, răm nó không đẹp. Giờ mình làm cắt thế này nó kích thích nó ra những cái lứa răm mới nó đều hơn. Đấy là ý đồ chứ chưa có chỉnh sửa cái gì cả. Cây này thì cũng vẫn nguyên dáng rồi, điệu đà này thôi, rất điệu, một cái si rất là điệu mà tôi cho là nó rất là đẹp. Nó hòm rồi, hoàn thiện rồi, chỉ có bệ nó tốt lên thôi, bệ nó tốt lên và răm nó dày rồi thôi. Đấy thì nuôi như này là nó rất là khó để buộc được bộ răm đẹp các bác nhé. Đây này, đất nó luôn bị khô, dễ giết nó luôn bị khô này các bác này. Đấy thì nếu mà trồng chậu nhỏ, chậu đẹp luôn như này thì cố gắng để lên cái khay nước các bác nhé, cố gắng để lên khay nước. Thứ hai là trồng bằng cái đất Nhật thì nó rất là khô ở trên mặt. Đấy các bác ạ, cái gì đẹp không các bác nhìn nào. Sau em làm lại cái bộ răm mới cho nó có sức sống. Đấy, mặt chính có lẽ là mặt này có điệu. Đấy, nguyên chi đảo địa này, vòng lên xong lại đảo xuống. Đấy, cắt cây cho ông anh vừa mang sang gửi. Mẹ bên đấy thấy trần nhà thì ẩm không? Ẩm, chẳng để ý nữa. Nhìn cái trần này cho mình mốc. À đây, bên này có rêu. Có trần ở bên dưới cả. Bên dưới thì không để ý, có lên đấy bao giờ đâu. Tí nữa lại xuống xem sao. À, chỉ có ở tường thấy mấy cái vết loang loang thôi. Tường có đây, mình đang tìm ở trần, đang thấy ngập này. Thế à? Thì rồi. Ok. Rồi, các bác. Hẹn gặp lại các bác ở cái cây mấy cây sau tối nay làm nhá. Cây đẹp các bạn, rất là đẹp. Tôi hồi anh mua cái này tôi cũng rất là thích. Very good. Cái chậu tàu này cũng rất là khá tiền ấy.